Rồi, hôm nay là bắt đầu rảnh gỏi rồi bán lại nha anh em. Trời mưa, nước lớn ngập quá trời luôn, thành cái biển luôn. 3-4 ngày nước ngập, không có bán hàng. Bữa nay bắt đầu lên bán lại cho anh em vui nè. Rồi, bây giờ đầu tiên là cây nguyệt quế. Một cây nguyệt quế lá nhỏ. Đây. Cây nguyệt quế này quái nha. Đi lại đây. Siêu già luôn nha anh em. Rồi, cây nguyệt quế này có giá là 800k nha. Tỷ lệ đây. Cành nhánh uống rồi, cây này nằm chậu lâu lắm rồi nha. Mình mua về rồi mình nhổ ra là mình về mình vô lại cái thùng đường. Đây. Cây này là siêu già luôn nha. Nó qua ra đậu trái luôn nè. Đó. Nằm dậu rất là lâu rồi. Cây này cũng quái luôn. Đây, cành nhánh đầy đủ hết trơn. Từ gốc lên tới ngọn khoảng 3 tấc. Này. Mặt sau đây. Cây này hình hình thú nha. Siêu già luôn. Giá là 800k. Không phí vận chuyển. Rồi anh em nào mà có thích thì alo mình nha, cái số điện thoại là ghi phía dưới á. Trên luôn á. Ghi trên cái tựa đề là bonsai 191 là có cái số điện thoại luôn nha anh em. Rồi. Xin giao lưu với cây này là 800. Cây này hình thú luôn. Siêu già luôn. Già hơn mấy cái cây đợt trước nữa. Rồi. Xin kết thúc nha. Cái cây này về mình vô cái chậu mỏng vậy nè. Cái đế nó mỏng dánh vậy luôn nè. Nó nằm trên cái chậu, cái đế nó mỏng dánh, là mình về mình vô cái chậu mỏng dánh mình chơi luôn, để trên bàn luôn. Từ dưới gốc lên tới ngọn luôn là 3 tấc. Đây tỷ lệ đây. Rồi, xin kết thúc nha.